Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 9 tháng 1, Công an huyện Đức Cơ Gia Lai cho biết cơ quan này đang làm rõ nguyên nhân tử vong của cô gái được người dân phát hiện bên vệ đường. Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 8 tháng 1, người dân phát hiện thi thể là nữ giới trong bụi cây ven đường, liên xã, thuộc thôn La Chía, xã Lan Nàn, huyện Đức Cơ, nên vội vàng trình báo công an. Tại hiện trường, cơ quan công an xác định thi thể là chị K.H. 20 tuổi, chú thôn Móc Đen 1, xã Liao Đom, huyện Đức Cơ, cạnh đó còn phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân. Qua điều tra, công an xác định khoảng 22 giờ ngày 7 tháng 1, chị ca h điều khiển xe máy rời khỏi nhà. Nhận định bắt đầu có thể chị hát gặp tai nạn tại khúc cua gấp, bị mất lái nên lao xuống mường thoát nước bên lề đường. Sau khi gặp nạn, chị ca h bị thương nặng, không được phát hiện cứu chữa kịp thời nên đã tử vong. Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để tổ chức mai táng. Cùng ngày mùng 7 tháng 1, công an xã Iapia, huyện Phú Thiện, Gia Lai cũng nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể người tại cống điều tiết nước kênh thủy lợi Aiun Hạ, thuộc thôn Mơ Nai Trang, xã Iapia. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, xác định thi thể là nữ giới, trong tình trạng mặt úp xuống nước, mặc áo thun màu xanh lá, thân dưới không mặc quần, đầu đội mũ bảo hiểm màu đỏ. Ngay sau đó, cơ quan công an đã có thông báo tìm thân nhân. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.